Đây là một thùng nước hồng sâm 6 năm tuổi của Nông Hiếp Hàn Quốc. Mỗi một thùng này là có 5 hộp, mỗi một hộp là có 30 gói, mỗi gói là 70 ml. Đây, trong mỗi một thùng này là có 5 hộp, tính kèm 5 cái túi để đựng. Túi rất là đẹp. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 hộp. Hộp rất là đẹp, tuyệt vời. Màu sắc rất là sang, lịch sự. Xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại làm video này để giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một mẫu hồng sâm rất mới thị trường Việt Nam, đó là nước hồng sâm Nông Hiếp Mushroom Reset Extract của tập đoàn Nông Hiếp của Hàn Quốc. Thế thì cái sản phẩm này hiện tại đang được phân phối giới hạn trong phạm vi ưu tiên cho các công ty về sức khỏe và một số doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam. Thì nước hồng sâm của Nông Hiếp này thì có rất nhiều cái mẫu khác nhau. Thì đợt này là hàng nhập khẩu về 4 mẫu. Thì trong đó có hai cái mẫu là nước hồng sâm nguyên chất, là một mẫu hồng sâm có hàm lượng là nguyên chất 100% và một mẫu hồng sâm thông thường, nó phổ thông trên thị trường, và hai cái mẫu nước hồng sâm Nông Hiếp. Thì mẫu này là mẫu nước hồng sâm có 30 gói trong một hộp nhân với 70 ml trên một gói, thì một thùng là có 5 hộp, đính kèm theo cái túi rất là đẹp cùng nhà sản xuất luôn. Đây là mặt trước của sản phẩm. Đây là mặt sau của sản phẩm. Đây, sản phẩm được sản xuất trên một dây chuyền cực kỳ nghiêm ngặt, đảm bảo cái chất lượng nên đã được chứng nhận là HACCP, cái chứng nhận về thực phẩm dược phẩm an toàn cho người sử dụng của chính phủ Hàn Quốc. Đây là các thành phần dinh dưỡng ở phía mặt sau của hộp. Thì hàng nhập khẩu cũng đã có tem phụ, quý vị cần thì sẽ dán lên trên sản phẩm, hoặc không có thì hàng nhập khẩu sẽ gửi cho quý khách qua email bản mềm, quý khách có thể tự in ra. Hạn sử dụng là 13 tháng 1 năm 2022, hạn rất là dài, nên là mã vạch của sản phẩm. Đây là phía trong của sản phẩm này. Sản phẩm ở đó nó có cái màu sắc cực kỳ là tuyệt vời, phù hợp với sở thích của người Việt Nam. Trong một hộp này nó có 6 hộp nhỏ. Thì mỗi một hộp nhỏ này là có 5 gói. Được dán hộp rất là cẩn thận, bóc ra là không thể dán lại thông thường được. Thì trong nước hồng sâm Nông Hiếp này, xin lỗi, nước hồng sâm này thì chứa rất nhiều loại dưỡng chất khác nhau, đặc biệt là khi nhắc đến hồng sâm thì quý vị nhớ đến cái hàm lượng saponin. Đây đều là các nước hồng sâm 6 năm tuổi, được chiết xuất là từ những củ sâm có thể nói là rất là tốt của Hàn Quốc. Thì ngoài saponin hàm lượng cao, đây cũng còn có rất nhiều những cái khoáng chất khác như là sắt này, đồng này, hay rồi là kẽm này, nhiều các enzyme khác nữa, hoặc là những vitamin như B1, B2, các axit béo cũng có. Thế thì cái nước hồng sâm Nông Hiếp này thì công dụng, xin lỗi, nước hồng sâm này thì cái công dụng của nó thì quý vị có thể cũng đã
xem qua khá là nhiều rồi. Công dụng nó rất là nhiều. Ví dụ như là nó đầu tiên là nhắc đến câu chuyện công dụng của cái nước hồng sâm này, phải nói cái tăng cường sinh lực, giảm cholesterol, chống lão hóa, tăng tuổi thọ. Sâm nung quế phụ, sâm đứng đầu bảng trong các loại dược quý. Hai nữa là khi uống cái nước hồng sâm này vào thì tinh thần rất là tỉnh táo, phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người làm việc căng thẳng, mệt mỏi, lo âu, những người mà vừa trải qua phẫu thuật thì sử dụng những sản phẩm này rất là tốt. Thì ngoài ra thì người ta vẫn đánh giá là nước hồng sâm là bao giờ cũng thế, là gọi là bồi bổ toàn thân, điều hòa các hoạt động tim mạch, kích thích hoạt động trí não, có khả năng giải độc gan, trị viêm họng, rồi hỗ trợ những cái thuốc uống khác đang mà người bệnh đang điều trị ung thư rất là tốt, và giúp giảm thiểu, ngăn ngừa một số bệnh như là các bệnh cao huyết áp, và giúp cân bằng huyết áp. Nếu mà sâm tươi thì huyết áp lại không dùng được, thế nhưng mà những cái sâm mà đã chiết xuất như thế này rồi thì huyết áp dùng được rất tốt. Như tăng cường hệ miễn dịch thì vô cùng hiệu quả rồi, chống gốc tự do thì cái đấy là cái mà những cái đặc điểm rất là nổi trội của sâm Hàn Quốc nói chung và hồng sâm nói riêng. Phòng ngừa những chứng mất trí nhớ cho người già, tăng cường thể lực, bồi bổ sức khỏe. Thế ngoài ra thì nó là cái dược liệu tự nhiên nên cái tác dụng làm đẹp da của sâm và linh chi chẳng hạn thì đã được quý vị biết rất là nhiều. Thế còn cái sử dụng này thế nào? Thì trong này là nó có 30 gói rất là tiện dụng. Thì nó giống như cái bao thuốc lá thôi. Quý vị nó có một cái đường răng cưa sẵn thì dùng tay xé bình thường cũng được, hoặc là dùng kéo cắt ra, cắt góc chữ A ra thì mút nó sử dụng bình thường. Thì uống trực tiếp nên lắc lắc qua trước khi uống. Đối với người lớn thì ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần một gói, uống trước hoặc là sau khi ăn tầm 15 đến 20 phút thì phù hợp. Còn đối với trẻ em mà từ dưới 13 tuổi thì ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần nửa gói thôi, bằng 1/2 người lớn, cũng uống trước sau khi ăn 15 đến 20 phút. Thì những cái sản phẩm này cũng không nên sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi. Nhà sản xuất thì người ta không khuyến cáo, nhưng mà thực tế trong quá trình mà bán thì hàng nhập khẩu Âu luôn luôn khuyến nghị là quý vị không nên sử dụng những cái sản phẩm hồng sâm này cho trẻ dưới 8 tuổi. Bởi vì trẻ dưới 8 tuổi nên uống sâm, đặc biệt là sâm mà cần kết hợp thêm những thứ khác nữa như là mật ong hoặc nhung hiêu ấy, thì nó có tác dụng làm cho trẻ dậy thì sớm. Cho nên không nên sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi. Trẻ dưới 8 tuổi thì nên sử dụng cái nước hồng sâm riêng dành cho trẻ em. Còn bảo quản thì khá là đơn giản thôi. Thì quý vị mở ra thì cũng có thể để nhiệt độ phòng bình thường hoặc là để ngăn mát tủ lạnh, tránh ánh nắng trực tiếp mặt trời. Thế còn đã cắt ra rồi ngạn thì nên uống hết cả gói. Thì một thùng của nó thì có 30 gói này, và sẽ là 30 hộp này. À, quên, 30 gói trong một hộp này. Thì một thùng là có 5 hộp. Một thùng là có 5 hộp như này. Kèm theo một cái túi rất là đẹp. Thì đối với cái thương hiệu Nông Huyếp này thì hiện nay hàng nhập khẩu Âu đang phân phối khoảng hơn 80 mặt hàng khác nhau, từ cao cho đến từ cao sâm cho đến là nước sâm đến sâm chai, sâm lọ, sâm gói, đến viên hoàn sâm, đến kể cả an cung nữa, rất nhiều sản phẩm khác nhau. Thế ngoài ra thì hàng nhập khẩu cũng còn phân phối khoảng vài trăm cái mặt hàng khác nhau của nhiều hãng khác, như là của Quang Đông, của Căng Hoa, của Samsung Phạc Ma, của Thiêung, vân vân, nhiều lắm. Thì hầu hết các hàng này đều có sẵn hết. Những mặt hàng này thì là hàng nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ công bố chất lượng của Bộ Y tế và có giấy tờ nhập khẩu. Quý vị lấy số lượng lớn thì hàng nhập khẩu Âu có thể xuất VAT cho phù hợp. Thì hàng nhập khẩu Âu sẽ thường xuyên làm các video giới thiệu về các mặt hàng mới về. Thì quý vị vui lòng bấm vào đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình ấy, và bấm cái chuông nữa để theo dõi những cái mặt hàng mới và hàng nhập khẩu Âu về sẽ quay video và đưa lên đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị, chúc quý vị mạnh khỏe và xin gặp lại ở những video sau.